hình như đây đúng là địa chỉ của thanh lý hàng cũ chấm cơm. Ê cái thằng kia. Ai hả? Mày tránh ra chỗ coi. Ủa có chuyện gì không anh? Anh là ai vậy? Mày thấy tao dày mà không biết hả? Tao là ăn trộm nè. Hả? Anh là ăn trộm hả? Trời ơi vui quá. Ăn trộm tới kìa anh. Ăn trộm. Lâu quá mới được gặp ăn trộm. Ủa mà anh tới cửa hàng của em có chuyện gì không? Cái thằng ngu này, mày hỏi cũng như không, chứ tao là cái gì? Ê mấy anh chị né qua cho em nói chuyện chút đi. Anh là ăn trộm chứ còn cái gì nữa. Thì đúng rồi, sao mày còn hỏi? Thấy chưa, em nói đâu có sai đâu, anh là ăn trộm mà, hay quá. Em vừa ngưỡng mộ mà vừa nhớ mà anh dữ lắm luôn á. Ủa là sao? Mày nói gì mà tao không hiểu đách gì hết trơn. Ê, anh không hiểu đách gì thiệt hả? Em nói cho anh biết nha, anh chủ anh mướn em vô đây để làm bảo vệ của thanh lý hàng cũ chấm cơm nè. Giao nhiệm vụ cho em á là không được để mất đồ, không được để ai ăn cắp đồ. Rồi sao nữa? Thì mấy tháng nay không có trường hợp nào xảy ra trơn. Buồn thì mẹ luôn á. Hôm nay anh tới, em vừa vui, vừa sướng răng người luôn á. Vậy bây giờ mày ủng hộ cho tao vô chơm đồ của cửa hàng này phải không? Ừ, anh cứ tự nhiên đi. Ở trong có nhiều cái để chơm lắm. Nào là nội thất, thiết bị văn phòng, tùm lum mặt hàng khác nữa. Anh muốn chơm gì thì anh cứ chọn đi ha. Ok, nếu mày nói vậy thì tao sẽ hết mình. Mày nhớ canh giùm tao nha. Anh cứ yên tâm chơm đi. Em ở ngoài đây em canh cho. Rồi đóng cửa lại giùm đi. Dạ. Ê, ủa, mà anh ơi. Cái gì nữa? Ê, vui quá, thấy gì nữa, ăn trộm hỏi gì nữa. Anh sao anh biết cửa hàng của em? Thì lên mạng sệt, thanh lý hàng cũ chấm cơm mới biết chỗ này, mày ngu vừa thôi. Ê, anh, đụng chạm nha, không được chửi người ta ngu. Ừ, được rồi, xin lỗi nè, cho mày miếng nè. Được á, chơi đẹp á, nhớ ra quay đường, ăn nói đàng hoàng, đừng chửi ta ngu nha. Ăn trộm cũng phải có văn hóa chút chứ, đúng không? Đây nữa nè, em đi. Anh cứ hết mình đi ha, cứ tập trung mà chơm, còn cả thế giới để em đo. Nhưng mà mày không sợ bị mất việc hả? Sợ chứ. Sợ sao còn để tao vô? Cho em miếng đi, em giải thích cho. Nè, ăn đi. Ngon quá. Rồi, giải thích cho tao nghe coi. Trời ơi, có gì đâu. Em nói thiệt anh, em ngưỡng mộ anh chủ của em lắm luôn á. Sao ngưỡng mộ? Ông giao nhiệm vụ em canh cửa, ai muốn vô chơm đồ cứ cho chơm. Rồi sao? Thì chơm xong vác ra, đụng em mình cũng phải tính tiền hả? Em canh cửa mà anh. Trời ơi. Anh mới biết luôn hả? Bây giờ có nhiều hình thức để câu khách lắm anh ơi. Thôi à, tao về nghe. Ủa, anh không chơm nữa hả? Bây giờ tao quyết định rồi. Anh quyết định gì? Tao chơm mày. Cái gì? Nè, tôi tới đi cho ông chơm nè. Bập ông cái què giò bây giờ. Quản lương giùm đi cho anh nội. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.